Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 2 tháng 6 tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Trước đó, trưa mùng 2 tháng 6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Quang Châu khiến một người tử vong. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra và xác định nạn nhân là anh Hoàng Ngọc Thanh, sinh năm 1984, trú tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, hiện làm công nhân cho một công ty thuộc khu công nghiệp Quang Châu. Sau hơn 3 giờ đồng hồ vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã làm rõ và vận động 4 đối tượng, gồm Hoàng Văn Nhật sinh năm 2000, Trần Văn Hùng sinh năm 1996, Tống Khánh Duy sinh năm 2002, cùng chú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn và Chu Tiến Nam sinh năm 2002, chú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động ra đầu thú về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc giữa hai nhóm công nhân của Trần Văn Hùng với nhóm của nạn nhân, Hùng đã gọi điện nhờ các đối tượng đến giúp giải quyết mâu thuẫn. Quá trình xô sát, đối tượng Hoàng Văn Nhật đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an đã vận động 7 đối tượng khác đầu thú về hành vi giết người.